Chiều ngày 6 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Vàng Danh đã tổ chức lễ khởi công xây mới nhà ở cho hộ cận nghèo là gia đình chị Trần Thị Huệ, trú tại tổ 5, khu phố 3, phường Vàng Danh. Gia đình chị Trần Thị Huệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân chị sức khỏe yếu hay ốm đau. Nguồn thu nhập chính của gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi của một nhân viên hợp đồng dọn vệ sinh với số tiền 2,5 triệu đồng. Hiện gia đình chị chưa có nhà ở và đang ở nhờ nhà chị gái ruột. Sau khi tiến hành giả soát, Ủy ban nhân dân phường Vàng Danh đã phối hợp vận động sự chung tay vào cuộc của tổ chức, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trên địa bàn. Công trình được xây dựng có diện tích sử dụng là 32 m2, có thiết kế nhà một tầng gồm một phòng khách, một phòng ngủ với tổng kinh phí 160 triệu đồng, trong đó quỹ khăn quàng đỏ của hội đồng đội đoàn thanh niên thành phố Úng Bí hỗ trợ 20 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo phường Vàng Danh hỗ trợ 25 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ 5 triệu đồng, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh hỗ trợ 15 triệu đồng, tổng nguồn hỗ trợ là 60 triệu đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 7 năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thông qua đó nhằm động viên các hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hang hái lao động sản xuất tự lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.